Công ty bên Motor sẽ giới thiệu được hết các loại giảm tốc liền motor với trục ra khuôn gấp 90 độ so với trục vào, gồm hai mẫu chính, WB là loại chân đế cố định và GV là loại có thể quay 360 độ mọi hướng mà treo được ở trên cao. Sau đây là mẫu giảm tốc GV. Đầu vào là mặt bích và đầu ra là cốc âm. Với motor 90W 400 điện, được kính trục vào là 9mm, nắp giảm tốc size 30, được kính lỗ ra là 14mm. Với motor 180W 400 điện, có được kính trục vào là 11mm, nắp giảm tốc size 40, được kính lỗ ra là 18mm. Với motor có phải 37kW 400 điện, được kính trục vào là 14mm, nắp giảm tốc size 50, thì duy trì được 10 đến 80. Lắp cái size 3 thì duy trì trên 180. Được kính lỗ ra có giảm tốc size 50 là 25mm, được. Và size 3 là 25mm. Với motor có phải 75kW 400 điện, được kính trục vào là 19mm, nắp giảm tốc size 3 thì duy trì khoảng 10 đến khoảng 60, và lắp cái xe 75 thì duy trì trên khoảng 60. Với motor 1.5kW có đường điện, được kính trục vào là 24mm, nên lắp biển tốc xe 75 thì duy trì được khoảng 10 khoảng 40, lắp cái xe 90 khi cần thiết duy trì được khoảng 10 40 trở lên. Được kính lâu ra có giảm tốc xe 75 là 28mm. Với motor 22kW có đường điện, được kính trục vào là 28mm, nắp biển tốc xe 90 thì duy trì được khoảng 80 trở xuống. Được kính lâu ra có giảm tốc xe 90 là 35mm. Với giảm tốc GV xe cỡ 110-150, mọi sản phẩm được làm bằng gang. Với motor 3kW 400 điện, trục vào là 28mm, nắp giảm tốc xe 110 thì duy trì được phần giảm tốc chạy xuống. Được kính lỗ ra của giảm tốc xe 110 là 42mm. Với motor 3.7kW 400 điện, được kính trục vào là 28mm, nắp giảm tốc xe 130 thì duy trì được phần giảm tốc chạy xuống. Được kính lỗ ra của giảm tốc xe 130 là 45mm. Với motor 5.5kW 400 điện, được kính trục vào là 38mm, nắp giảm tốc xe 150 để duy trì được phần giảm tốc chạy xuống. Được kính lỗ ra của giảm tốc xe 150 là 50mm.